Và một cái thông tin nữa mà Linh cũng xin thông báo luôn nha, hiện tại ở Khánh Hội là nó đang làm cái cửa biển nha, một cái cảng biển nha cô chú anh chị bạn, cảng biển. G2 Linh xin chào cô chú anh chị các bạn ha. Hiện tại Linh đang đứng trước một cái căn nhà rất là đẹp luôn. Và hôm nay thì Linh sẽ review cho cô chú anh chị các bạn một cái căn nhà, cũng như là một cái cơ hội để mình có thể sở hữu một cái căn nhà giá rẻ còn rất là mới và đẹp nha cô chú anh chị các bạn. Cái căn nhà này thì Linh đã đi tham quan một vòng rồi, Linh thấy là cái căn nhà này nó rất là chất lượng nha, và đặc biệt là nó gần cái khu chợ rất là nhộn nhịp nha. Rồi bây giờ thì Linh sẽ quay review cụ thể, rồi sau đó là báo những cái số liệu của chú anh chị các bạn quan tâm. Và để ủng hộ tinh thần làm video thì cô chú anh chị các bạn bấm like, bấm đăng ký, như là mình chia sẻ video lên Zalo, Facebook á, để bạn bè người thân mình biết đến cái cơ hội này, cũng như là biết đến cái kênh của Linh, một trong những người làm YouTuber. Xin tự nhận mình là YouTuber cô chú anh chị các bạn, mặc dù là cái độ chuyên nghiệp nó chưa có nhiều lắm, nó mới giống kiểu như nó hơi bán chuyên nghiệp thôi. Rồi bây giờ thì Linh sẽ quay cụ thể căn nhà nè, trước khi là báo cái giá cụ thể cho cô chú anh chị các bạn quan tâm nha. Rồi hiện tại thì Linh đang đứng ở trước cái căn nhà nha cô chú anh chị các bạn. Thì căn nhà thì cô chú anh chị các bạn nhìn đây là một cái phòng khách nha. Nhà của mình thì lót gạch màu trắng, trên tường thì màu xanh. Đây là một cái phòng khách tôi nghĩ là nó cũng khá là đẹp ha. Ở cái tầm giá, có nghĩa là nhà giá rẻ, và với một cái phòng khách như thế này cũng rất là đẹp rồi. Đặc biệt là cái trần nó cũng rất là cao nha cô chú anh chị các bạn, trần rất là cao. Và bây giờ Linh nói sơ ha, cái chiều ngang của căn nhà này là 5m nha cô chú anh chị các bạn, chiều ngang 5m. Đây là một cái phòng khách này cũng khá là rộng, Linh nghĩ là cái chiều vô nó có khoảng 6m quá ta. Chiều ngang là 5 ha. Chiều dài vô của cái phòng khách này chắc có 6m. Ở trên đây thì nó có một cái thiết kế nè, nói chung là cũng lau phong, nhưng mà mình nhìn nó cũng rất là đẹp nha. Đó. Đây là một cái phòng khách khá là đẹp ở ngoài trước nha. Trong phòng khách này thì mình thấy có những cái bức tranh nè. Đây là những bức tranh. Rất là đẹp nha. Tranh cá nè. Có một cái niềm đam mê nhỏ nhỏ nè. Niềm đam mê nhỏ nhỏ đối với những cái bức tranh, cho nên Linh sẽ zoom lại cho cô chú anh chị các bạn tham quan luôn. Đó. Cá. Rồi qua bên đây, bên đây con bức nữa nè. Đẹp chưa? Nhìn thấy những bức tranh đẹp chưa? Non nước hữu tình nha. Non nước hữu tình. Ngoài thì nhìn nó đẹp hơn trong máy nha cô chú anh chị các bạn. Rồi đương nhiên ở đây mà trước này thì mình có một cái bàn tiếp khách. Cũng như là ở nhà mình có một cái lo hát karaoke, một cái tivi. Tivi. Rồi ngoài trước thì mình có tủ chén nè. Tượng Phước Lộc Thọ ha. Ở diện như mình những bức tranh bên đó thì bên đây cũng có những cái bức tranh nữa nè. Đây là bức tranh Mã Đáo Thành Công. Bức tranh này thì Linh thấy có rất nhiều cái căn nhà hay treo ha. Rất là đẹp luôn. Bên đây bức nữa nè. Ngoài trước này mình có 4 bức tranh nè. Đó. Thì giờ gọi là Linh đã review sơ về cái phòng khách của căn nhà mình. Thì cái cửa của mình ở đây là cửa sắt nha cô chú anh chị các bạn. Cửa sắt. Nhà mình sử dụng cửa sắt nha. Rồi bây giờ Linh sẽ đi dài ra phía ngoài phía ngoài sau luôn nha. Dài mình xuống ngoài sau luôn. Rồi để ủng hộ tinh thần thì cô chú anh chị các bạn bấm like nha. Đó. Nên mình có một cái rèm. Tới đây thì mình có một cái lối đi này rất là rộng nha.
Cái gạch này thì một mét mấy á, 5,5 mét của chú anh chị các bạn. Một cái lối đi này có 1,5 mét nha. Và đặc biệt là trong cái căn nhà của mình thì nó có tới 3 phòng ngủ nha. Đây một phòng nè. Trong này thì cũng trần lỗ phong luôn, tường những màu xanh nha. Đây là phòng thứ hai nè, phòng ngủ thứ hai nè. Rồi thì cái phần 5 mét của mình á, nó kéo dài vô là 28 mét. Đó, 5 mét mình kéo dài vô 28 mét nha. Đây là phòng ngủ thứ ba nè. 28 mét thì nó khoảng cái đoạn là lên đứng này của chú thưa bạn, khoảng cái đoạn này. Và còn cái phần ở phía sau, phần phía sau ấy, nghĩa là cái phần khu bếp. Nói chung là cái căn nhà mình là thấy nó rất là rộng nha, rất là rộng luôn. Cái phần khu bếp của mình nó rộng tới 9,5 m nè cô chú anh chị bạn. Đây là cái phần khu vực bếp nè, nói khu bếp nhưng mà thật ra nó giống như một cái căn nhà của mình nha. Đây khu vực bếp nè cô chú anh chị bạn. Chiều rộng của cái phần khu bếp này là 9,5 m nha. Đó, một cái khu bếp, một cái gian bếp rất là rộng luôn. Đây lên quay cho cô chú anh chị bạn xem. Đó, đó, phần khu bếp nè. Thì cặp đó nó có một cái nhà vệ sinh, đó, một cái nhà vệ sinh ở chỗ khu bếp ha. Rồi ở phía trong nhà chính của mình nó có một cái nhà vệ sinh ở chỗ này nữa nè. Đây nè, đây một cái nhà vệ sinh ở đây nữa nè. Đó, như vậy thì cái phần khu vực bếp của mình nó chiều ngang nó là 9,5 m, chiều dài của phòng khu vực tiếp là 12 mét. Rồi bây giờ mình sẽ ghi lại. Nói chung là cái khu bếp này, cái gian bếp này rất là rộng luôn á, rất là rộng. Đó, đây cái chỗ để mình rửa rau, rửa thịt cá này nè. Nói chung là mình làm chế biến món ăn ở đây nè. Này được đổ bằng ấy hết trơn nha. Nói chung là cái căn nhà rất là kiên cố nha cô chú anh chị các bạn, rất là kiên cố luôn. Mỗi một cái gian bếp rất là rộng luôn ha. Đây thì có những cái tủ chén nè, để ly chén luôn nè, rất là đẹp nha. Tủ lạnh nè, rồi máy giặt nè, đầy đủ chưa. Nói chung là nguyên một cái dàn đồ để đây thôi mà cô chú anh chị các bạn nhìn thấy đây rộng không, rộng mênh mông đó, đó, rất là rộng nha. Đây Linh đang đứng ở ngoài cái khu bếp nha cô chú anh chị các bạn. Khu bếp thì cái khu bếp này là nó rất là rộng nha. Mình sẽ nhắc lại là cái khu bếp này, cái chiều ngang của nó là 9,5 m, chiều dài của nó là 12 mét nha. Một cái khu bếp rất là rộng luôn. Cái khu bếp này là nó giống như là nếu như mình có một cái đám tiệc mà đãi ở đây cỡ 4 bàn là đủ luôn á, dư sức đãi 4 bàn nha. Đó, ở đây mà mình có một cái đám tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ là mình đãi ở đây cũng đủ luôn nha. Rộng lắm, rất là rộng nha cô chú chị mặt. À, phía bên đây thì có một cái giường nè, đây mình có thể trải chiếu mình nghỉ trưa hay gì ngoài này cũng được ha. Giá giỏng này kia rồi nè. Nói chung là cái căn nhà phải nói là mình thấy rất là ok nha, rất là ok. Rồi bây giờ Linh sẽ nhá lại nha. Đó, đây mình có thể phơi đồ ở ngoài này cũng được nè, sao phơi đồ nè. Đó, rồi ở trên này thì mình có toan lạnh nha, toan lạnh. Cái này thì cũng mới cất gần đây, nó còn mới tinh nè cô chú anh chị bạn, mới tinh nha, khoảng 5-6 năm vậy đó. Ở ngoài sau thì người chủ người ta sử dụng cái gạch 6 tấc cái cỡ lớn nha cô chú anh chị bạn. Và cái này là phần nền là nền đất hết nha cô chú anh chị bạn, không có sàn nha, nền đất hết, nền đất hết. Và đặc biệt cái nền làm cũng rất là chất lượng nha, mình chưa thấy cái chỗ nào bị lún bị gì hết trơn nha, rất là chất lượng. Rồi nói chung là Linh cũng quay khá là cụ thể nè, cụ thể đầy đủ. Cái tủ chén này nhìn bảnh quá ta, đẹp. Chú anh chị bạn thấy cái tủ chén đã không, màu trắng như kiến nè, đẹp quá. Đặc biệt là cái gian bếp này Linh rất ấn tượng nè,
vừa gọn gãy sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, nó gọn mênh mông nè. Mình có thể để đồ ở dưới này cũng được nè ha, ngăn dưới để đồ nè. Ở trên này cái bếp ga nè, cô chú anh chị các bạn nhìn cái đây bếp ga ở ngoài này nó còn chống lỏng nè, để mình để gao thịt cá, nói chung là những cái đồ mình chế biến để đây hết được hết trơn nè, không cần phải bàn nữa. Nói chung là cái này mình đã dán gạch để đủ cái đồ để đồ hết rồi, rất là ok nha. Đó, đó mình có một cái cầu vệ sinh rồi. Nói chung là review cũng khá là chi tiết luôn, rất chi tiết, rất là chi tiết luôn. Rồi bây giờ Linh sẽ chốt lại cái vấn đề nha cô chú anh chị các bạn, chốt lại cái vấn đề cũng như Linh sẽ báo cái giá nha, chốt lại vấn đề báo cái giá cho cô chú anh chị các bạn. Nếu quan tâm đến căn nhà này thì cô chú anh chị các bạn liên hệ với Linh theo số Zalo huyền thoại nha. Sử dụng của chị huyền thoại có nghĩa là cái số này nó xài rất là lâu rồi cô chú anh chị các bạn. Có một người nói rằng là nếu mà mình xài cái số khoảng chừng 20 năm đó là chứng tỏ cái người đó rất là uy tín nha. Thôi nói vui vậy thôi. Rồi bây giờ thì chốt lại căn nhà. Căn nhà của mình mặt tiền là 5m ha, từ cái 5m ngoài trước nó kéo dài vô là 28m, và ở ngoài sau nó nở hậu, nó là chữ L đó cô chú anh chị các bạn. Sau cái 5m đó rồi thì nó tới cái đoạn là 9m5, cái đoạn 9m5 này dài 12m, nên nói thế là cô chú anh chị hình dung được ha. Nhà mình chữ L. Trong nhà có một phòng khách, có 3 phòng ngủ, có một cái gian bếp rất là rộng. Đây là cái khu bếp này. Cái khu bếp này nó giống như căn nhà của người ta luôn rồi chứ không phải là khu bếp nữa. Phải không cô chú anh chị các bạn? Cái này là thiệt mà. 9m5 x 12 là nó rộng hai ba căn nhà ngoài chợ luôn á, ngoài Cà Mau luôn đó. Rồi, mình có hai cái toilet nha. Và ở đây thì nếu như mình mua căn nhà này thì người chủ tặng cho mình ba cái máy lạnh luôn nha. Hiện tại là ba cái phòng nó có ba cái máy lạnh luôn nha cô chú anh chị các bạn. Và đương nhiên là mình mua nhanh thì người ta mới tặng nha, mua chậm quá chủ đổi ý nghỉ tặng. rồi Linh cũng xin thông báo về cái giá của căn nhà này luôn, một cái giá phải nói là rất là ok, và rất là Linh nghĩ là nếu mà nói giá rẻ cũng đúng luôn, rẻ. Người ta hay nói là ngon bỏ rẻ, thì cái căn nhà này nó vừa đẹp vừa mới mà vừa rẻ. Giá người chủ kêu bán là 450 triệu nha cô chú anh chị các bạn, 450 triệu. Thì sẵn đây thì Linh nói sơ ha, thì nói sơ là cái người chủ nhà họ cũng chia sẻ là cái căn nhà này cắt không á, tiền công không là hơn 150 à, và người chủ đã bỏ ra một cái số tiền là khoảng 700 triệu để cắt căn nhà này cô chú anh chị các bạn, khoảng 700 triệu nha. Thì cô chú anh chị các bạn có thể tự hình dung cũng như là tự đánh giá thôi, là cái căn nhà như thế là 700 triệu là hợp lý hay không. Ở đây là có nhiều cô chú anh chị các bạn có nhiều cái kinh nghiệm, cũng như là mình, cái này Linh nói thiệt mà, tại vì cô chú anh chị các bạn có khi là lớn tuổi hơn Linh năm mấy 60 tuổi, nhìn cái căn nhà thôi là có thể đánh giá được là cái giá 700 triệu là có thể cắt được hay không á. Đó, còn Linh thì Linh chia sẻ thật thà. Đó, thì với cái giá 450 triệu này thì chủ nhà người ta bán lỗ ha. Một cái lý do rất là đơn giản là cái chủ nhà người ta muốn bán cái căn nhà này để người ta đi lên thành phố người ta ở nha. Đó là do là người ta muốn bán căn nhà, nghĩa là người ta muốn chuyển đến một cái khu vực khác sống, sinh sống. Đó, cho nên là khi một cái giá phải nói là cũng rất là ok ha, có thể nói là rẻ. 450 triệu một cái căn nhà ok như thế này là cô chú anh chị bạn thấy rẻ không? Rất rẻ nha. Bây giờ thì Linh sẽ review tiếp một số chỗ nha. Ví dụ như đây mình có một cái bàn ăn nhỏ nhỏ nè. Đó, bàn ăn nhỏ nhỏ nè. Đó, cái cửa rất là rộng nha. Đây, cửa này rất là rộng. Cửa này chắc 1m mấy quá ta, rất là rộng luôn. Rồi, bây giờ đi lại cho một chút xíu nữa đi, rồi sau đó Linh sẽ từ giã của chú anh chị các bạn nha. Còn quý khán giả nào mà liên hệ với Linh thì liên hệ theo cái số Zalo ha, 0949993384 nha. Và đặc biệt cô chú anh chị các bạn chưa bấm like thì bấm like nha, ủng hộ tinh thần. Đây là cái cầu vệ sinh ở phía trong nè. Có nghĩa là giấc tối thì mình có thể đóng cái cửa ngang này, sau đó mình đi vệ sinh ở phía trong này, có hai cái cầu vệ sinh. Thì đây là một cái phòng thứ ba nè. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba.
làm ton đồ chất lượng lắm nha cô chú anh chị các bạn. Đây nè, bởi vì linh nói là cô chú anh chị các bạn có kinh nghiệm á, nhìn cái căn nhà người ta cắt và mình sẽ đánh giá được là cái số tiền nó khoảng bao nhiêu nha. Cái này là cũng có rất nhiều cô chú anh chị các bạn nắm được cái vấn đề á. Thì linh chia sẻ thật lòng, nghĩa là nói đúng những gì mà linh biết, cho nên là không có kiểu giống như người ta hay nói là nổ đấy đó. Thì cái đó linh không có. Bây giờ cô chú anh chị các bạn nhìn lại cái đường này, cái hành lang này, cái gạch này là gạch nhiêu ta, gì là gạch này gạch 4 không, 4 5 20 gì, cái đường này chắc cỡ 2 thước hay ta. Đường này thước mấy, 2 thước của cô chú anh chị các bạn. Gạch này chắc gạch 4 tấc quá. Thước gửi 2 thước ạ. Chắc có thước gửi 2 thước. Rộng lắm nha cô chú anh chị các bạn. Đây nè. Rất là rộng nha. Cái này chắc thước gửi quá. Ngoài trước này có 2 cái phòng. Nè. Thì 3 cái phòng ở đây là có máy lạnh hết trơn nha. Nếu mình sang căn nhà thì người chủ người ta tặng cho mình máy lạnh luôn nha. Tặng máy lạnh luôn. Đó, đi review ngược lại nghe một quận nữa nè. Đó. Giờ quay lùi ra là sao nè. Cái này là đoạn này là đoạn khuyến mãi nha. Cái đoạn này là khuyến mãi cô chú anh chị các bạn bấm like. Mỗi lần mình quay một cái video cái vô bình luận nó quay không kỹ, quay không gõ gì chứ. Quay gì mà nó không gõ nó quá tài luôn. Nói chung là không phải làm dâu thiên hạ cô chú anh chị bạn, nhưng mà cái nào nó phải đúng cái đó cô chú anh chị bạn. Bởi vì cái tánh linh nó cũng hơi khó. Nói mà không đúng cái là không chịu. Tính khó vậy đó. Tính khó, tính kỹ gì đó mà sống không nổi với cuộc đời nữa đó. Thế cô chú anh chị bạn thấy không? Sống không nổi với cuộc đời. Rồi nói chung là không phải là câu giờ, mục đích là Linh muốn quay kỹ cho cô chú anh chị các bạn tham quan cho kỹ đi. Trước khi mình đưa một cái quyết định, lý do là khi mình nói đến nhà đất của cô chú anh chị bạn, một cái số tiền rất lớn mình bỏ ra, cho nên là mình phải coi kỹ. Và đương nhiên rằng là Linh có quay kỹ cỡ nào thì để mua được căn nhà thì lời khuyên của Linh là cô chú anh chị các bạn phải là coi trực tiếp đó. Thì để lại coi trực tiếp thì cô chú anh chị các bạn cứ liên hệ với cái là Zalo 0949993384 nha. Linh sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn lại coi cụ thể căn nhà cũng như là mình có thể quyết định là mua hay không nha. Và cái căn nhà này thì nó nằm ở chợ Khánh Hội, U Minh, Cà Mau nha cô chú anh chị các bạn. Rồi, trước khi nói lời chào tạm biệt thì Linh sẽ quay một cái đoạn đưa cái gương mặt, nói chung là cũng không phải là gọi là xấu, nói chung là đẹp trai không đẹp nhưng mà cũng đủ xài, nói thẳng gì đi. Rồi nói chung là Linh muốn xuất hiện cái gương mặt chút xíu để chia sẻ chút xíu nha. Rất cảm ơn cái sự tin tưởng của cô chú anh chị các bạn đối với cái kênh YouTube của Linh, cũng như là cái việc mà rất là nhiều cô chú anh chị các bạn tin tưởng để liên hệ với Linh nội trong cái ngày hôm nay nè. Hôm nay là chạy xuống đây Linh quay là 3 cuộc điện thoại điện gọi nhau chứ. Nào là hỏi nhà đất rồi mua bán, nói chung là đủ thứ. Nói chung là Linh rất là vui, nhưng mà nó cũng tạo cho Linh một cái áp lực rất là lớn. Khi mình quay mình đăng lên có khi nó hơi bị chậm trễ xíu. Rồi bây giờ thì Linh sẽ tạm dừng cái video ở đây. Một hồi Linh sẽ chạy vòng vòng quay cái khu chợ Khánh Hội này cho cô chú và bạn xem một chút xíu nha. Xem chút xíu thôi. Rồi nói chung là những cái gì mà Linh chia sẻ lên thì nó là một cái thực tế. Tại vì ngay từ đầu mà khi mà làm cái kênh này nè, Linh cũng đã nói là Linh sẽ làm những cái video có ý nghĩa và thực tế. Cho nên là cô chú anh chị các bạn coi thì lúc nào nó cũng là thực tế thôi, không có gì khác cả. Đó. Với một cái mức giá với một căn nhà như thế này là 450 triệu thì Linh nghĩ là một cái cơ hội luôn á, chứ đừng có nói mãi nha. Thế cô chú anh chị các bạn không có không 300 triệu của chú anh chị các bạn không cắt được căn nhà này đâu. Thiết. Cái người chủ nhà họ chia sẻ là 700 á. Tiền công không hết 150 à. Mà thiệt cô chú anh chị các bạn cái căn nhà này nó lớn. Lớn. Ngoài trước là 5 mét ngang mà kéo dài 28 rồi nguyên. Nói tóm lại là căn nhà này ngoài trước là 5 mét ngang, chiều dài tối đa của nó là 50 mét nha. Ở ngoài sau đó, ngoài sau thì 9m5. 9m5 này nó dài 12. Đó, Linh nhắc lại luôn đó. Rồi, bây giờ thì còn vài phút xin hồi nữa sẽ Linh quay ngoài kia nha.
Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã tin tưởng, mặc dù là Linh không làm theo kiểu đại trà, có nghĩa là Linh đăng ít video cũng được, nhưng mà cái nào nó ra cái đó, chứ không có thể nào mà Linh đã từng suy nghĩ về cái vấn đề là mình có thể chạy là mình quay bất kỳ căn nhà nào, bất kỳ miếng đất nào để đăng, nhưng mà không có thích làm gì. Vậy thứ hai nữa là Linh cũng phải chọn lọc cái người chủ như thế nào nữa thì Linh mới đăng nha. Cái đó là Linh nói như thế đúng vậy. Rồi thứ hai là cái giá cả này kia nữa. Tại vì nếu mà đăng những căn nhà mà kêu giá cao quá thì không ai mua được đâu của chú anh chị các bạn. Mình bây giờ với cái bất động sản giờ mình kêu mình bán á, cái mức giá của mình phải hợp lý. Nó không phải như ngày xưa mà mình muốn kêu nhiêu kêu. Thì đương nhiên mình vẫn muốn kêu nhiêu kêu, nhưng mà mình kêu cao quá bán đâu được. Thế. Còn cái biết cái giá 450 cho cái căn nhà này thì mình thấy là rất ok luôn. Rồi. Xin lỗi cô chú anh chị các bạn nha. Mãi mê luôn nói chuyện. Thì rồi thì cái nào thì nhanh chóng mau rõn lẹ nha. Cô chú anh chị các bạn nào quan tâm cứ liên hệ với Linh theo cái số Zalo là 0949993384. Một hồi thì còn khoảng 2-3 phút thì Linh sẽ quay cái đường ngoài khu chợ Khánh Hội để cô chú anh chị các bạn hình dung nha. Rồi, đến đây thì Linh sẽ đi ngoài họ quay cho các bạn, cho chú anh chị các bạn xem cái đoạn ngoài nữa để kết thúc video. Một lần nữa ha. Tôi nói ở đây là một cái cơ hội thì phải cơ hội thiệt má. 450 triệu là cô chú anh chị các bạn mua một cái nền ngoài cả má không có luôn á. Nếu mà có thì nằm trong hẻm. Đó. Còn đây là một cái căn nhà ở chợ Khánh Hội nha cô chú anh chị các bạn, U Minh Cà Mau nha. Rồi hiện tại Linh đang ở cái khu chợ Khánh Hội U Minh nha cô chú anh chị các bạn. Thì bây giờ thì Linh sẽ quay một vòng cho cô chú anh chị các bạn hình dung cái khu chợ này như thế nào nha. Quanh cái khu vực chợ này nha. Đó. Đây là chợ Khánh Hội, nó ở cửa biển Khánh Hội nha cô chú anh chị các bạn. Và một cái thông tin nữa mà Linh cũng xin thông báo luôn nha. Hiện tại ở Khánh Hội là nó đang làm cái cửa biển nha. Một cái cảng biển nha cô chú anh chị bạn. Cảng biển thì nó cách cái chợ Khánh Hội này khoảng 2 km nha. Hiện tại là đã làm được hơn 1 năm rồi nha cô chú anh chị bạn. Thì theo dự đoán của Linh, trong tương lai thì kinh tế biển ở Cà Mau nó phát triển lắm nha. Đó. Lúc trước thì Linh cũng có từng nghĩ là có thể là nó sẽ làm cái cảng biển ở tại chợ Khánh Hội này, nhưng mà không phải nha. Nó làm cách cái chợ Khánh Hội này khoảng 2 km. Linh thấy là cái giải pháp đó cũng khá là hợp lý. Lý do là chỗ cái chợ Khánh Hội này hiện tại bây giờ nhà rất là đông rồi, để giải tỏa khu vực này thì bồi thường nó rất là khó khăn, cho nên người ta quyết định người ta làm cái cảng biển cách cái chợ Khánh Hội này khoảng 2 km nha cô chú anh chị các bạn. Và khi mà cái cảng biển làm xong, kinh tế ở vùng Khánh Hội này Linh nghĩ là nó sẽ phát triển lên dữ lắm nha. Thì đây là cái khung cảnh xung quanh cái chợ Khánh Hội nè, Linh quay cũng khá là cụ thể rồi. Còn về cái căn nhà hồi nãy thì Linh thấy là cái giá như thế là rất ok nha. 450 triệu một cái căn nhà, phải nói là còn cũng khá là mới á. Khá là mới nha, đặc biệt là ở ngoài sau rất là rộng nha. Chiều ngang 9m5 là rất là rộng luôn. Và ở ngoài sau thì cũng mới cất lại nha. Rồi, nói chung là có làm sao thì Linh bình luận y chang đúng nội dung trọng tâm, đúng vấn đề nha. Và đặc biệt thì cô chú anh chị các bạn muốn xem nhà thì cứ liên hệ với cái số Zalo của Linh là 0949993384 nha. Ngày hôm nay thì đúng ngày là mưa gió nha. Sáng giờ Linh cũng né tới né lui, cô chú anh chị các bạn thấy cái đường ở dưới nó ướt mà. Đó. Thì ở đây thì mình đổ ra cái đường này thì nó sẽ có hai cái đường để mình đi. Một là mình đi về Hòn Đá Bạc. Nếu như mình chạy thẳng luôn thì nó có một cái lộ 6m về Hòn Đá Bạc ha. Đường thứ hai là mình sẽ chạy về hướng U Minh. Đây là cái đường về U Minh nè cô chú anh chị các bạn. Từ đây U Minh là khoảng 29 km nha cô chú anh chị các bạn. Còn về Đá Bạc thì khoảng 24 cây. Còn về xã Khánh Tiến thì nó khoảng 17 km đó cô chú anh chị các bạn. 17 km là về xã Khánh Tiến nha. Thì về Khánh Tiến thì mình chạy ra nãy chút xíu nó có cái cầu chạy qua cô chú anh chị các bạn. Nói chung là Linh cũng đi Khánh Hội này cũng rất là nhiều lần rồi. Linh có một cái kênh về thiện nguyện, đăng trên thiện nguyện 69 nha cô chú anh chị các bạn.
quay những cái hoàn cảnh ở U Minh này kia rồi nè. Định đi xuống U Minh rất là nhiều lần luôn. Rồi bây giờ chốt lại cái căn nhà hồi nãy nha cô chú anh chị các bạn. Mặt tiền của nó là 5m. Nói chung là nhắc đi nhắc lại đây cô chú anh chị các bạn nắm vấn đề. Và thêm một cái nữa là ở khu vực chợ Khánh Hội á, thì nó có một cái ban quản lý chợ nha. Và khu vực đó thì mình buôn bán nhà cửa đất đai á, thì sẽ có đại diện ban quản lý chợ, người ta sẽ ký để làm chứng cho mình nha. Cái này là cái tình hình chung như thế, cho nên là Linh nói để cô chú anh chị các bạn hình dung luôn. Và đến đây thì cái video nó cũng khá là dài rồi, có thể là sẽ kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái video sau nha cô chú anh chị các bạn.